Ồ, không thấy quần. Nhét vào trong. Đâu? Không thấy quần nha. Thấy quần. Chồng em mà nói thế em đấm chết. Chồng hai con nhá, anh wow. Nói xấu rồi đây. Đừng nói xấu ở đây nhá. Anh em. Chưa có. Thế thì anh lại trở thành luôn hội trợ hội người già neo đơn với tú rồi. Anh Thanh ở Thanh Hóa không anh Thanh? Quê với anh. Ở quê ở đấy. Quê anh ở đấy. Sao ngày trước thì làm cùng rồi anh mãi tận 35 tuổi lấy rồi. Xuống đấy. Em á. 35 tuổi lấy rồi. Em 18 tuổi đã lấy rồi. Nhưng mà có lấy vợ thì giận hai con. Hai. Một đứa thôi nó hay hay quá. Thế là chồng mình lấy gốc sớm thôi. Thế, sau đứa này nó sắp được 4 phút rồi. Nó lại trả thế. Mà hai người ở đây là 5 năm rồi. Thế là nó mới 8 phút. Hai đứa con rồi anh ạ. Chị lấy bao nhiêu tuổi cơ chị Huyền? Lấy 24 tuổi mụ. Mai thì 29 tuổi mụ ạ. 24 là... Đúng 24... Hai đã. Nhà em bố gần 4 nhá. Ơi, thế thì anh gần giống như mày. Đi đâu? Đi đâu anh chưa nói, anh đang đi về. Từ từ.
anh ra được ông đi cứu bác.